Vâng, em Vũ Hồng xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em nha. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục là cho cả bác những cái gia tín hiệu này và những cái món linh tinh đủ thể loại đủ thứ nha bác nha. Đầu tiên thì em sẽ đi vào những cái gia tín hiệu trước nha bác nha. Thì gia tín hiệu thì bên em về cho cả bác cái dây cận quang, dây optical nha bác nha, dây xịn sò đến từ đây em sẽ tháo ra một dây cho các bác xem. Dây này thì dài là 2 mét nha bác nha, dài 2 mét. Dây optical link, dây của audio west nha bác nha, audio west. Và dây này thì được bọc wrap bên ngoài, bọc wrap bên ngoài và đầu nó là đầu xịn sò, đầu xịn sò có cái nút bảo vệ luôn nha bác nha, bảo vệ đầu. Đấy, bảo vệ cái đầu nó nha. Thì dây này hiện tại bên em đang có mức giá là 1.000.000 đồng một dây nha bác nha, dài 2 mét, dây cộng quang xịn sò, truyền tải tín hiệu cực kỳ là tốt và chất lượng, mang đến chất lượng hình ảnh âm thanh cao cho cao bác. 1.000.000 một dây nha bác nha, dây optical audio west. Hàng bên em về số lượng cho tất cả bác, hàng về số lượng cho tất cả bác nha. Do tín hiệu thứ hai đó là dây 3.5 RAV. Dây này thì cho cả bác là sử dụng cho laptop này, TV rồi điện thoại. Đầu này là đầu 3.5, các bác kết nối với laptop thì, với laptop rồi điện thoại đúng không bác? Còn cái đầu AV thì các bác kết nối với AV thì kết nối với dòng như là các bác ghim vào âm ly rồi vang rồi mixer vân vân. Các bác kết nối thì ở những thiết bị nào thì rất là dễ dàng, rất là dễ dàng nha. À, bên em về số lượng cái này thì có giá là 600.000 nha bác nha, 600.000 một sợi dài bạc, dài 2 mét, dài 2 mét nha. Và do được bọc wrap bên ngoài, bọc lưới wrap bên ngoài mềm dẻo và như là rất là chắc chắn, có sợi bị hơn, có chống nhiễu nữa bác nha, có cục chống nhiễu. 600.000 thôi. Dây thứ ba đó là dây AV. Đấy, dây AV nha bác nha. Dây AV, dây Lipton Audio. Đấy, của Mỹ nha. Thì dây này thì được thiết kế lỗi bạc với một sợi ra hai dây. Một sợi nó ra hai đầu nha. Đấy, nó ra hai đầu như thế này. Và một dây như thế này là giống như là các bác mua một cặp rồi đó. Đấy, giống như các bác mua một cặp rồi nha. Dây AV Lipton này thì các bác thấy nó rất là chất lượng với hai cục chống nhiễu ở hai đầu và cũng như là dây lỗi bạc. Đấy, được truyền tải tín hiệu rất là tốt. Đấy, cho cải thiện âm thanh, chất lượng âm thanh cho bộ dàn của tất cả bác nha. Mỗi dây dài 1 mét nha bác nha, mỗi dây dài 1 mét và dây này thì có giá là 600.000 nha bác, có giá là 600.000 cho một sợi nha, một sợi ra 4 đầu đó bác, ra 4 đầu thì giống như là một cặp đó. Dây này thì chất lượng, dây này thì chất lượng luôn nha bác, truyền tải tín hiệu âm thanh cực kỳ là hay, 600.000. Ở bên này thì em dư dùng một cái sợi dây monitor. Đấy, monitor dây monitor R nha bác nha. Đấy, và dây này thì dài 2.5 mét, quế nó dài 2.5 mét và hai đầu nó, dây này là dây loa nha bác, và hai đầu nó thì đều là đầu mỏ chim. Đấy, rồi cái này thì em thanh lý cho bác giá là 1.600.000 nha, 1.600.000 một cặp này nha bác nha. Đấy, thanh lý cho bác, dây rất là chất lượng, dây motor của Mỹ, bọc wrap hết nha bác, dây cực kỳ là to luôn, dây rất là to, lỗi đồng, 1.600.000 nha bác nha. Anh lấy ra bắt cái bộ dây monitor 1.600.000. Dây này thì lúc trước là mua 2.4 triệu, 2.4 triệu. Đó, giờ thanh lý cho bác giá là 1.600.000 đấy. Đấy, giờ các bác về chơi dây lo, một cặp dây lo mỗi vế dài 2.5 mét nha. Đó, tổng 2 sợi là dài 5 mét.
Còn bữa nay thì em về được ít chân ngô. Đấy. Ở đây thì em về số lượng này cũng nhiều nha bác nhé, số lượng nhiều. Nhưng mà đưa vài da lên tượng trưng, quay cho các bác để các bác biết hàng. Đấy. Da này thì nó sẽ có cơ chỉ số là 13A nha bác nhé, 13A 125V. Đấy, đó là cái rắc, còn cái chui là cũng 13A 125V luôn nha. Cái này sử dụng cho những cái cục đái công suất nha, cục đái công suất. À, hoặc là quát những sản phẩm khác, dài rất là to, chất lượng. Giá này thì em bán là 60k một sợi nha bác nhé, 60k một sợi như thế này, dài 1m rưỡi nha, dài 1m rưỡi. Giờ thì bên em có hai cái lọc nguồn này, hai lọc nguồn hoạt động ok nha, hoạt động hoàn hảo luôn bác. 20A 250V. Cục này thì sản xuất tại Gia Băng nha bác nha, sản xuất tại Gia Băng đây, sản xuất tại Gia Băng nha. 3.300 mi nha. Cục này thì giá là 700.000 nha bác nha, giá là 700.000 cục lọc nguồn. Còn bên này là một cục đến từ Mexico, cục này thì to hơn nha. Đấy. Mexico, mấy cái Mexico này bác nha. Con này thì 30A 250V nha, 30A 250V và đấy, 30A 250V này, sản xuất tại Mexico này. Cục này thì rất là to, cục này thì em để cho bác giá là 950k, 950k cục lọc nguồn. Các bác mua về độ chế lọc nguồn, lọc sạch nguồn điện nha, lọc sạch nguồn điện. Các bác gắn vào những cục đái công suất hoặc là những thiết bị khác, các bác để làm sạch nguồn điện và nó bảo vệ thiết bị linh kiện bên trong cái bộ dàn âm thanh chúng ta nha. Bên em có hai cục, cục này 700, cục này 950 nha. Và ở đây thì em những có có ba cái bo vi sub của dòng Jubiler và WC đây. Cái này thì nó sử dụng cho như là WC X4000 này, rồi WC 3000A, Jubiler MB, cái này thì sử dụng cho Jubiler MBA nha, đời Jubiler M3 và đời WC chỉ đỏ này. Đó. Em được về được là ba cái nha, ba bo cho bác nha, quỹ súp đây. Đấy, nó rất là nhiều chức năng, nhiều nhiều chức năng này các. Nói chung là em chưa nó không có tìm hiểu kỹ về đây này, các bác nào về mày mò thì các bác mày mò ra. Đấy. Ở đây nó có nhiều cái nút gạt này, những cái nút gạt này để làm gì thì em chưa rõ nha, em không biết nha. Thì các bác về tự mày mò, còn đỡ nguyên về nguyên như thế này thì các bác đánh ra súp này. Đấy, chưa gạt đụng chạm, chưa gạt cho nên vừa như thế này là đánh ra súp. Bác gắn vào cái bo đường tín hiệu đầu vào đó, thì các bác đánh ra súp nha, đánh nó cắt súp. Các bác nào mà hiện tại đang chơi dòng WC hoặc là dòng Reveler để chơi súp thì các bác mua bo này về cắt cực kỳ là sạch, tiếng rất là hay nha. Đấy. Bo là nguyên bản, hoạt động hoàn hảo hết nha. Bên em có ba bo giá là 900.000 một bo nha, 900.000 một bo như thế này. Các bác nào có nhu cầu thì alo này. Ở bên này thì rắc tín hiệu này, rắc bắp chuối nha, rắc mo chim nha bác nhá. Rắc mo chim thì 30k một cặp, 30k một cặp cho các bác về sử dụng. Rắc này thì các bác về chỉ có 30k một cặp thôi, các bác về suýt tốt cái lỗi da lo và suýt cái con ốc phin trong này lại, suýt con ốc phin trong này lại nha. Các bác sử dụng được ngay, rất là tiện lợi, không phối phế hàng hay chấm gì hết, chỉ còn siết con ốc lại là xong. 30k một cặp như thế này, một cặp là 30k nha. Còn bên này là đầu bắp chuối, đầu bắp chuối đầu này đầu xịn nha bác nha, đầu xịn. Có một cái cho bác xem, đầu này thì rất là chắc, đầu nó rất là dài nha, đầu này nó dài cực kỳ là dài luôn. Đây. Các bác cũng về các bác tút cái da này, các bác
nới lỏng con ốc này ra và các bác siết lại, đưa cái lỗ dây lo vào và siết lại rồi vặn lại nha. Đấy, vặn lại thì ở đây cái đầu nó rất là dài, đầu rất là dài và được được mạ đồng hết nha bác nha, mạ đồng hết, tiếp xúc cực kỳ tốt, truyền tải tín hiệu âm thanh tốt hơn. Gold đấy, Gold Snack. Thì đầu này thì nó sẽ có giá là 45k một đầu như thế này, 45k một đầu nha bác nha. Đầu này thì nó xịn hơn, còn cái đầu mà bác chuối như loại đỏ đỏ đen đen này thì nó 30k một cặp. Thì cái đầu này nó 40k một cặp nha, đầu nó dài hơn rất là nhiều so với cái đầu thuộc cái loại đỏ đen này. Đấy, đầu đỏ đen này thì nhiều lúc các bác cắm vào nhiều cái chạm lo này nó không tới nên là nó lỏng, nó lỏng cái rách, là nhiều khi nó tiếp xúc không tốt, nó cứ bị rột rẹt ù xì nha bác nha. Còn cái này thì cái đầu rất là dài, bác cắm vào thì nó chặt cứng luôn. Đấy, cắm vào nó chặt cứng luôn nha, cắm vào là chắc chắn luôn, không rớt ra được hết. Bên này thì đầu rời của đầu ba lăng, rời ba lăng nha bác nha, ba lăng được một cái. Để bên em về có hàng số lượng, các bác nào cần thì alo em, các bác về hàng rồi do tín hiệu của mình được một cái đây, chân mạ đồng hết nha bác nha. Đấy, chân đồng hết rồi đó, chất lượng nha. Thì đầu được đầu cái thì đồng giá nhau nha bác, 40k một đầu, 40k một đầu nha. Bên này số ly rồi thì có giá các bác cần á. Cái này cho các bác sử dụng nhiều ở bàn mixer này, rồi cục đáy đường vào, cục đáy công suất này, hoặc là làm micro, do micro này thì nó sẽ có mức giá là 35k một đầu nhé, 35k một đầu. Còn đầu bên này là đầu AV Nakamichi. Đấy, AV Nakamichi của Nhật nha. Đầu AV Nakamichi á, thì cái đầu này thì có giá là 30k một đầu, 30k một đầu nha, Nakamichi của Nhật. Đó, hàng chất lượng, các bác về hàng vào chất lượng nha, 30k một đầu. Hàng bên em về hàng có số lượng. Ở đây thì bên em còn 4 cặp đầu rack chiến đối từ bắp chuối sang bắp chim này, bắp chuối sang bắp chim nha bác nha. Đó, tất cả làm bằng đồng này, tất cả làm bằng đồng nha bác nha. Đó, bắp chuối sang bắp chim. Bắp chuối thì cái do các bác bắp chuối các bác muốn chiên xong bắp chim thì các bác ghim cái đầu bắp chuối vào đây này. Đó, các bác ghim vào như thế này, đó là nó chặt cứng luôn, nó chặt cứng luôn nha. Hay các bác có thể muốn kết nối từ cái bắp chuối của bắp chim nó ra thêm một cái dây khác. Đấy, ra thêm một dây khác, các bác có thể ghim vào đây, bác siết lại như thế này. Đó, nó rất là siết lại như thế này nha bác nha, nó rất là đa năng, rất là đa năng. Một là các bác đưa vào như thế này, các bác siết lại là nó chặt, còn hai là các bác ghim thánh trực tiếp vào cái lỗ ở ngoài phía sau này. Đấy, ghim thánh vào nha là nó ok. Rồi các bác siết lại là xong. Đó, rồi như thế này rất ok nha bác nha. Cái đầu này thì hiện tại bên em chỉ còn 4 cặp thôi bác, 4 cặp thì giá của nó là 45k một cặp nha, xin một đầu nha bác nha, 45k một đầu như thế này, CNC chất lượng luôn nha bác nha. Rồi còn nữa nha bác nha, qua phiên này thì mình có cái đầu nước chích nha, cái nước chích cọc lo hoặc là cọc ra lo ở cục đáy này, hoặc là cọc vào lo. Cái này thì có giá là 45k một đầu nha, 45k một đầu, hàng có số lượng nha. Chân đế cao su cho các bác lắp ở dưới những cái con đáy này, những cái ampli này, những thiết bị khác, hoặc là những cái loa, chân súp vân vân để chống rung, cũng như là kê kích. Đấy, thì các bác cần thì alo cho em, hàng số lượng. Em lên vài cái thôi chứ hàng còn rất là nhiều. Đấy, và cái làm mẫu nha. Thì cái này thì có giá là 10k một cặp như thế này, bác em 5k một cái nha, 10k một cặp. Các bác nào có nhu cầu thì alo em.
lấy mấy cặp thì các bác báo em. Do bên này thì do tín hiệu Canon, Canon đực là Canon cái, Canon đực là Sony, Canon cái là Sony. Cho các bác ghim tín hiệu từ cục đói lên vang. Đấy. Từ vang xuất đói hoặc là từ những cái thiết bị khác thì các bác cần alo, thì mỗi dây là dài 80 nha, mỗi dây dài 80 và có giá là 200.000 một cặp, 200.000 một cặp nha bác nha, 100.000 một sợi, 100.000 một sợi như thế này. Dây là dây summer của Đức nha. Rồi đó là những cái sản phẩm mà bên em muốn giới thiệu cho các bác trong cái video này, thì các bác lựa chọn cho mình những sản phẩm nào, còn những sản phẩm nào thì liên hệ trực tiếp trong phòng để đặt những sản phẩm đó nha. Đấy. Bo sấp này, dây nguồn, rồi lọc nguồn vân vân, tất cả những sản phẩm như thế này thì bên em đều có hàng sẵn nha bác. Mỗi chi tiết mua hàng các bác liên hệ trung quân qua số điện thoại là 0366 48707 hoặc là 0393 1049 nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở đây sau.